Hôm nay anh em tụi tôi trời hôm nay mưa, mấy anh em tụi tôi sắm đồ chuẩn bị đi bắt ép đây. Đây là ba lô, đồ đủ các kiểu trong này này, bao lưới, bao đồ. Hồi nãy có còn cái xỉ đi không anh Thảo? Hả? Có còn cái xỉ đi không? Cái xỉ bên tàu. Xỉ bên đây hả? Xỉ đây luôn hả anh Thảo? Đây, đây là cái xỉ đây. Vòng vòng xuống A mày kiếm con chú đi. Này, đây là cái xỉ đó. Đâu? Ba lưới bỏ đâu hết ba lô rồi. Lấy ra cầm đi chứ. Hả? Lấy ra chứ. Đâu chưa đâu chưa đâu, nó nằm hồi ghê hê. Nó nhảy lên đó rồi hả? Chưa chưa. Chưa nhảy lên đâu. Lên rồi đây nè. Xì đi. Mới đọc rồi đây nè. Ở đâu? Dưới này hả? Dưới này Thảo. Đây, đây đừng con rồi nha. Ờ rồi rồi rồi. Chị đi anh. Chụp luôn, vô chụp luôn. Đâu biết đâu đây nè, nãy em vừa thấy nó rồi nè. Ủa lên vậy ta? Nhẹ nhanh lắm, nó khúc một phát rồi đi mất tiêu à. Đủ quá, lên chỉ rồi. Rồi chắc lên trên này rồi, nghe sạc trên này rồi. Thôi, kệ cha nó tối nó xuống rồi. Đi nữa vậy, nó không ra lại. Từ hồi nãy mình tính thọc luôn mà mình thấy nó nằm im đó, cái thế đó rồi. Này con nãy chụp không được. Ba con rồi mà. Hai con à, con em dí là. Đây đây. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Xì đi, chọc đi, chọc đi. Chọc chọc rồi lấy cửa. Hai con có một rồi đó, gần đây đừng có coi sọt. Con cua kìa, bắt cua không? Còn con đâu nữa, còn con lên con rồi. Chạy rồi con, em thấy chạy đi rồi. Đây, được hai con rồi. Đưa hơn cái lặng rồi phải không? Chắc nó nặng rồi anh Thảo ơi. Yeah. Anh Thảo, anh Thảo. Dỡ bao lưới cho em cái anh Thảo. Đó. Đó. Con vịt này. Đây nè, đi hồi nãy giờ được tí xíu mà được quá trời ít rồi nè nha mọi người. Đây. Nguyên mấy ký ếch rồi, ếch toàn ếch chúa không, đó, con bự bự không này, đó thấy không, toàn ếch to không à, tại vì bữa giờ Đắk Minh á, nó chưa có cơn mưa nào to hết, hôm nay được cơn mưa to nhất, ếch nó ra nhiều, đó, nên mấy anh em tôi đi có tí xíu mà ếch, mấy ký rồi, giờ xuống cái ao này nè anh Thảo nè, ao này. Giờ phi xuống ao. Đó kìa đây nè, như đâu đây có cái đốm nè. Đó hình như đâu đây có mấy cái đốm bự bự á. Này còn mưa thêm mấy cơn nữa ha. Hết ra mới đã. Tối ngày mai thì bắt nó xuống. Nếu mà chiều mai mưa là tối mai đi. Chiều mai mưa to cái gì? Là mưa cơn to nữa là anh em đi mệt nghỉ hả? Ao đường đã có nước mấy đâu? Thường mấy cái ao này mưa ít nước vậy ếch nó mới ra. Cứ mưa đầu mùa mà, tại vì mấy bữa nay mưa nó ít á, mưa phát là ếch ra nhiều lắm. Phải đớn, phải gì được à? Là ếch nó không ra ao này ta?
Hay là chưa đến giờ ra? Em nghĩ chắc chưa đến giờ quá. Ừ. À, này không có rồi. Không có. À, chắc mình quay lên đi. Ở đây có một cái hơ bơm này. Không có gì hết. Được con ếch chúa luôn nè. Đó, nhét của bao vừa luôn. Ếch chúa không à, toàn ếch chúa không à. Thắng vô rồi hả? Đi nãy giờ toàn ếch chúa không? Này. Đó. Toàn ếch chúa phải không? Anh bắt con ra coi anh thả. Bắt con bự nhất á. Con này đâu phải ngã ếch. Con này con khủng chứ không phải con ếch nữa. Con này không nổi con ếch nữa. Hôm qua mình bắt con mấy con này không mày? Hả? Không bắn, sao không bắn được mấy con này được? Nó bắn được. Nó để chúa không mày không? Con này là bắn nữ con hôm qua. Thôi giờ mà không xạo. Qua hôm qua làm 5 con và để 2 địa chứng. 2 địa chứng cho bá nè. Chiều mới nhận xong. Hôm qua mình bắt mấy con ếch bự ra chỗ cùi xe gì. Toàn chỗ cùi xe mấy con thú bò nó to lắm. Má nằm lộn làm. Bắt trên đường á. Một bàn tay luôn, gần bằng một bàn tay luôn. Ông làm 5 con rồi má 2 địa chứng, 2 địa cho bá rồi nè. Ếch chúa mà, có con ếch mà anh chị, anh Thảo chị á, con ếch nó mới khủng. Ở đây, đây nè, đây nè. Con ếch khủng đây nè, đây nè. Đây là con mua đồ mua, mấy anh em tụi tôi đi bắt ếch đây. Đây là chuẩn bị, đây là trứng ếch đây. Đó. Đây là nguyên một, hai cái này, ếch này được 2 kg á. Để tí nữa vừa nấu cháo vừa chiên mắm nó luôn. Mày uống thì vô sao mày uống luôn đi chứ. Nó to rồi, dai nè. Bén rồi. Nó mệt ao vậy, mệt ao không đã vậy. Bén thì ráng uống đi, cho kịp nè. Uống ly to luôn nè. À, chàng bên này khỏe người hả? Ba vậy mưa. Nhanh chứ. Nhà mưa thiệt to. Để tôi ra bữa nhà nào. Nhà mình. Nhà chưa mưa to mà. Nhà mình mưa nhỏ, ở phía dưới thôn 8B mới mưa to. Tạm bờ gì đầu gần nhà mưa to. Mưa to mà, quá mưa. Âm tao ngậu nhà đâu mà. Nhưng mà không to em. Đúng, tao ngậu nhà mà không to, đủ mưa giá không to nữa. Không tới nhà. Mưa vậy được rồi. Đủ mẹ mưa, mẹ 15 phút mà râm, đổ nhà ra không sập mà mày đứng nữa. Đây chiều lúc nào là sập nhưng mà lại ướt bao nhiêu. Thằng ướt bao nhiêu. Nó chưa ngắm bao nhiêu đó. Nó thời gian nó ngắn không? Tại lúc trưa là trong đây chắc mưa được 20 phút. Mà nước chảy mênh mông nước luôn là tạnh. Không bắt đầu lúc nãy. Mưa thấy mà. Từ đây tới ngay rạy em hết là tạnh luôn vô trong chỗ. Nhưng mà hồi chiều mưa to. Chỗ ông Thắng chỗ qua thì bắt ếch thấy. Vô cái đây. Ấy rồi. Hôm nay mùi ngon quá. Chưa. Cái mưa mưa nãy á. Hồi trưa em đi mưa chảy nước luôn mà, chảy suối luôn mà. Thì mới mưa nãy đó. Chứ hôm qua là mưa to đó. Qua cái chiều ngày qua mình đi lên chặn nhạc, còn nay đi lại dấu chân ngày qua đã chưa lắm.